Chào mừng các bạn đến với kênh ZoomMV, một kênh chuyên cung cấp kiến thức về lập trình mobile. Và hiện tại mình đang phát triển cái mảng là mảng Android và bằng ngôn ngữ Java. Ok, thì như các cụ đã câu ấy, thì nếu như mà các bạn sở hữu một tâm hồn đẹp ấy, mà nhưng mà gương mặt xấu ấy, thì chả có cái đéo, chả có thằng đéo nào đi tìm hiểu cái tâm hồn của các bạn cả. Đó, nên chính vì thế, khi mà cái app Android ấy mà các bạn dựng lên ấy, mà cái giao diện của các bạn không đẹp ấy, thì chắc chắn là người dùng cũng không mò đến làm cái những cái chức năng của các bạn gì cả. Chính vì thế là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái thằng Android UI. Đấy, hôm nay nó là làm đẹp cái app của các bạn đấy. Đấy, thì ở video trước mình hướng dẫn các bạn làm ra một cái thằng app bằng Vuepad đúng không? Với là nó sẽ xem cái trang khởi đầu của các bạn đó như này, đó. Thì các bạn có thể xem lại ở đây vào kênh của mình. Nếu lấy thấy hay ấy, thì nhớ nhấn like và ủng hộ mình bằng một cách đăng ký kênh nhá. Đó. Nếu thấy quảng cáo thì nhớ nhấp, mặc dù mình biết là bây giờ chưa có quảng cáo đâu. Rồi, ok. Mình sẽ tạm thời mình tắt cái thằng trồm đi cho đỡ láng nhá. Tí quảng cáo sau. Rồi. Thì ở lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vẫn làm cái app cũ nhưng phát triển thêm. Các bạn nhìn thấy ở đây nó có cái chấm không? Có chấm ở đó. Có nghĩa là khi mà đang ở cái thằng page nào á thì cái chấm nó sẽ ở cái page đấy, đúng chưa? Rồi, và bắt đầu nhá. Thì thứ nhất là các bạn sẽ có hai file ảnh. Ở đây mình có hai file ảnh là tròn 1 và tròn này. Đó, nó là cái để hiển thị lên trên thằng này. Đó. Thằng nào được chọn thì là chấm đen, còn thằng nào không được chọn sẽ là viền thôi. Đấy. Sau đấy nhá, ta vào main activity. Thì cái mà các bạn nhìn thấy đây ấy, nó chính là thằng git view. Mình sẽ dùng thằng git view. Thì trước hết mình sẽ tạo ra cho nó một cái layout item á. Mình đặt tên là item selector. Ok. Rồi. Thì trong thằng này nhá, mình sẽ tạo ra cho nó một cái thằng image view. Có cái width mình sẽ để là 10 dp. Khoảng 10 dp thôi, nó to lắm. Tiếp nữa đến cái hay mình để là 10 dp, được chưa? Và mình cái thằng này mình sẽ cho nó cái margin là 5 dp. Đấy, mình sẽ cho nó một cái src đi để nhìn cho rõ là thằng hình tròn này. Đấy, thì như các bạn đã thấy nhá, thì thằng này là cao 10 dp, rộng 10 dp và căn này 5 dp. Không thì có nghĩa là ô của nó ấy, mỗi cái ô trên này là các bạn nhìn thấy ấy, nó sẽ dài rộng là 20 dp, đúng không? Đấy, nó căn này trên này, căn này dưới, 5 cao 10, 5 cộng 10 cộng 5 là thành 20. Đấy, 5 10 15 20, kiểu kéo ấy. Rồi, sang bên meta tv nhá. Thì ở đây mình sẽ cho nó một cái git view. Thì như các bạn đã thấy ở đây là mình có 4 hình đúng không? Mà mỗi hình thì nó dài 20 rồi, width bằng 20 rồi, nên width thằng này chắc chắn sẽ là 80 dp. Cái hay thì mình sẽ để nguyên là 20 dp này, 20 dp, được chưa? Đấy, bởi vì mình có 4 hình đúng không, nên là cái num column của mình sẽ là 4. Đấy, tiếp đến nữa mình muốn nó sẽ cho nó ra cái vị trí này đúng không, giữa và dưới cùng đúng không? Thì để cho nó ra giữa thì các bạn dùng cái layout center horizontal à. Đấy, cho lòng chu. Đấy, tự động sẽ căn ra giữa cho mình. Tiếp đến nữa là cái Android Again Parent Button, mình để là chu thì sẽ căn ở bên dưới. Nếu mình không muốn sát gì bên dưới, mình muốn nó cách nè bên dưới khoảng tầm 5 dp đó đi. Đấy, xong. Tiếp đến nữa là đây, mình sẽ tạo ra cho nó một file Java class có tên là selector adapter. Ok. Rồi, xong chưa? Thì thằng này mình cho nó kế thừa thằng array adapter. Đó. Thì array adapter này, array adapter của thằng này là thằng intro layout. Nó giống cái cách để tạo ra một cái thằng adapter ấy, nó giống hệt với lại cách mà mình
hướng dẫn các bạn ấy trong rất nhiều cái video ấy. Rất nhiều cái video của mình làm về những cái app như kiểu là app đổi hình bắt chữ, hay là app ai là triệu phú, hay là cái app hướng dẫn quản lý được bắt tóc. Nếu các bạn rảnh và có khả năng muốn nâng cấp skin về Java Android của mình á, thì các bạn có thể vào đây. Đó. Đấy, các bạn có thể vào đây các bạn xem lại. Hoặc hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với fanpage của mình. Mình sẽ để link ở dưới bên dưới phần mô tả. Ok chưa? Rồi. Chuyển tiếp này. Rồi, thì đầu tiên nó sẽ bắt mình tạo ra một cái constructor override lại constructor của thằng Arrayactor. Đó. Các bạn nhấn OK. Các bạn chọn cái constructor nào mà nó truyền vào context này. Một cái biến in gì xuộc này. Và một cái need object. Sau đó nhá, các bạn tạo cho mình thứ nhất một biến context. My context này. Chấm vào. Tiếp đến nữa là một cái biến array need. À array need. Quên. Kiểu dữ liệu chính là thằng info layout. Đó. Chính là cái page của mình á. ARR, được chưa? Tiếp đến nữa là private, một biến in selector. Biến in này có nhiệm vụ gì? Selector. Biến in này có nhiệm vụ là nó chỉ đến cái layout nào á mà mình đang select thì nó lưu cái vị trí của cái layout đấy, được chưa? Vì thế nên mình sẽ khai báo thêm ở đây một cái biến selector. Đó, trong constructor. Và trong constructor mình sẽ xét từng thằng một. Thứ nhất là thằng my context. Để bằng cái context chuyển vào. Thứ hai là cái array need của mình á. Sẽ được khởi tạo lên nhá. New lên này. Chuyển vào cái thằng object. Chính là cái thằng need mà mình sẽ chuyển vào. Đúng chưa? Tiếp đến nữa là cái thằng selector sẽ bằng với cái thằng selector được chuyển vào. Xong. Đấy, được chưa? Sau khi đấy nhá, các bạn tạo ra cho mình một cái hàm. Nó là cái hàm set selector. Đó. Các bạn chuyển vào một biến kiểu in đi. Kiểu in này, đấy mình tạo int i nhá. Sau đó tiếp đến mình sẽ gọi cái zip.selector bằng cái biến mình chuyển vào và gọi cái hàm notify transactor. Cái hàm này có công dụng ấy là mỗi khi các bạn vuốt nó sẽ update lại cái thằng layout các bạn đang chọn này. Đấy, ví dụ mình vuốt sang này thì thằng này đen, hai anh kia trắng. Đấy. Cái thứ ba, hàm thứ ba là các bạn override lại cái hàm getView giúp mình. Thì cái cách override này ấy, các bạn có thể xem nhiều video của mình á. Mình sẽ làm, đại khái mình làm cái này nhiều lắm. Các bạn có thể cốt đi cốt lại cho nó cốt đi nhuần nhuyễn thì thôi. Đó. Thì thằng này mình chỉ cần kiểm tra cái content view. Nếu như mà nó bằng null, có nghĩa là chưa có view. Được chưa? Chưa view. Thì mình sẽ cho nó biết là mỗi cái item mày đang hiển thị ở trên này ấy, chính là cái file item select mà tao thiết kế. Đó. Thì thằng git view sẽ vào đây nó hiểu. Ok. Rồi này. Thì mình tạo ra một cái layout interface inflate. Đúng chưa? Bằng tt. À đâu, ép kiểu nó về layout inflate trước. Mình gọi cái thằng my context của mình chấm get system service. Đó. Truyền vào cho nó cái layout inflate service. Chấm vào ấy. Tiếp đến thì content view sẽ bằng thằng inflate. Đấy. Chấm inflate. Mình gọi đến cái layout. R.layout này. Chấm này. Item select. Phải. Và truyền vào 5. Null. Đó. Và cuối cùng mình trả ra. Có nghĩa sau khi là biết. Cho nó biết là mỗi một lần hiển thị ấy, thì chính là cái thằng content view này. Mỗi một lần mày hiển thị lên cái git view hiển thị lên ấy thì chính là sẽ lấy ra cái item select để hiển thị. Thì mình phải trả ra view, content view cho nó. Và trong cái thằng này của mình đúng không? Có một cái ảnh đúng không? Thì mình sẽ gán ID cho nó này. IMG select đi.
Character. Rồi, sang bên này mình gọi cái y, mình tạo ra một cái image view này, character này bằng content view chấm pin view by id r chấm id chấm gọi đúng cái img select chính là cái id mình vừa gán ra chưa. Đó, sau đó nhá thì ở đây mình kiểm tra này, nếu như cái thằng selector của mình kia mà bằng bằng cái thằng position, có nghĩa mỗi lần các bạn vuốt ấy thì mình kiểm tra xem là mỗi cái ô trên này nó có bằng cái thằng layout đang hiển thị không, đúng chưa, chính là thằng selector à. Đó, thì mình gọi cái image view ra chấm set image resource r chấm gọi đến cái drawable chấm tròn một tròn chẳng hạn. Đấy, còn nếu không, nếu không giống ấy thì mình sẽ gọi image view chấm set image resource r chấm drawable chấm tròn một đó tóc thôi. Sau đấy nhá, các bạn quay lại bên main activity, các bạn gán id cho thằng view, mình đặt tên nó là gdvselector chẳng hạn. Đấy, copy này. À, sang bên main activity. Thứ nhất là mình sẽ có một thằng git view là cái thằng vừa rồi. Vừa lấy mình mới gán id. Tiếp đến nữa mình sẽ tạo ra cho nó một cái thằng selector after. Selector after mình đặt tên là selector after nhá. Vào trong này các bạn kích vào cái dòng mà lần trước mình ánh xạ cái thằng view page á, các bạn nhấn Ctrl D cho mình. Copy cái tên của cái view này và paste vào cái dòng mà nó tự copy cho mình ạ. Đó. Rồi, sau đấy nhá. Thì ở đây mình sẽ gọi cái thằng selector after ra. Mình new lên. Đó, thứ nhất các bạn truyền vào context là dĩ này. Tiếp theo các bạn không quan tâm, các bạn truyền vào số 0 như mình. Tiếp đến nữa là cái arenit layout info của mình. Cuối cùng là con số 0. Cái con số 0 ấy có nghĩa là cái con số 0 cuối cùng ấy, có nghĩa là lần đầu tiên ấy chính là cái thằng page 0 của mình đúng không? Đây, đấy. Là có nghĩa nó sẽ hiện đen ở đây và trắng chỗ kia, trắng những thằng khác. Rồi, các bạn gọi thằng git view selector chấm set after và chính là cái thằng select after cho mình. Đó. Rồi. Và sau đấy thì mỗi lần vuốt các bạn phải gọi, các bạn phải update lại thằng này đúng không? Thì ở đây nhá, các bạn gọi cái thằng view page ra cho mình. Các bạn gọi này view page demo chấm add add on page channel channel center, là mỗi lần các bạn vuốt nó sẽ chạy vào thằng này. Rồi, các bạn new, các bạn gọi new cho mình căn chân cách này, các bạn chọn cái thằng on page channel center cho mình nhá, nó cái thằng interface này này, enter. Đó, thì nó ghi đè lại ba hàm cho mình. Thì các bạn chú ý cho mình đến cái hàm on page select. Đấy, là mỗi lần các bạn vuốt nó sẽ thay đổi cái page nào đang hiển thị ấy, nó sẽ chạy vào trong này. Thì lúc này mình chỉ gọi cái thằng select after chấm set select và mình vào truyền vào cái thằng position, chính là cái thằng position mà nó ở đây. Được chưa? Sau đó mình bấm run app và ngồi đợi kết quả. Trong lúc này thì các bạn, trong lúc đợi kết quả, các bạn có thể tranh thủ đi nhắn tin với cà rớt, cà rủng gì đấy. Đấy, mặc dù biết là nhắn nó không đéo trả lời đâu. Rồi, đây, nền áo của mình. Why? Ủa, nghĩa là gì nó không hiện vậy? Đúng rồi mà nhỉ? Tại sao? Xem xét lại một chút này. Và mình đi nha. Có khả năng nó đang bị lưu cách hay sao á. Mình sẽ gỡ cài đặt lại này.
Install. Này đi. Nó vẫn không lên hình cho mình đúng không? Thế là đúng là đang có vấn đề rồi. Mình sẽ cho cái thằng này một cái background nhá, để nó xem nó có cái thằng gì không. Chạy lại. Nani? Width 20, đúng rồi mà. Ủa sao vậy nhỉ? Select after main activity. Không sai gì chỗ nào luôn nhá. Mà nó không lên nhá. Thôi. Hay không? Không sai một cái gì. À, không lên. Đã thế thì mình sẽ cho thằng này thành map parent đi. Đó. Thằng này cũng map parent đi. Đó. Thử xem có lên không. Không lên. Tài này. Edit Arrayed bằng New Arrayed Object. Preview, Continue, Item Select. Oh. Wow. Để mình gán cho thằng này thêm một cái background này. Thằng 00000. Cho đen xì cả màn hình này. Chẳng nhẽ không lên, không lên thì đúng là có vấn đề rồi. Vẫn không lên. Rồi, mình biết vấn đề ở đâu rồi. Các bạn chờ mình chút nhá, mình sẽ cancel Z lại này. Rồi, được chưa? Mình sẽ clear project. Review project. Thỉnh thoảng nó cứ bị cái trường hợp lưu cách á. Thằng Android Studio nó cứ bị ảnh hưởng kiểu đấy á. Rồi, trong lúc là clear thì mình sẽ gỡ cái thằng A này đi lần nữa này. Ok. Rồi bây giờ mình bấm run lại. Vẫn không lên. Vẫn bị lưu cách à. Anh chờ mình chút nhé. Mình sẽ khởi động lại thằng này. Rồi. Mình khởi động lại rồi. Bây giờ mình chạy lại nhá. Ô, Android Store lưu cách cũ. Của cái app cũ hay sao á. Rồi đấy. Ngon chưa? Đấy. Mỗi lần ấy à, các bạn mỗi lần mình vuốt này, nó sẽ update bên dưới này. Đó. Ngon chưa? Rồi. À, video của mình xin được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay ấy thì có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn like hoặc là subscribe. Đấy. À và subscribe. Đấy. Đấy, các bạn có thể chia sẻ video này để cho nhiều người biết nữa. Rồi. Ở lần video tiếp theo này sẽ hướng dẫn các bạn nhiều cái hay ho hơn. Đó. Rồi. Video của mình xin được dừng lại đây. Chúc các bạn học được chính vẻ.